Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao EU vội vã và dễ dãi ký EFTA và IPA? Ông Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vừa có một lá thư gửi chủ tịch Quốc hội EU và các quan chức cao cấp khác của khối này kiến nghị hoãn phê chuẩn EFTA và IPA. Lý do được đưa ra là 95% những khuyến nghị của EU về cải thiện nhân quyền trong những năm qua đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bỏ qua sau khi hứa ngọt lịm hiện tượng bắt bù liên tiếp diễn ra trong thời gian gần đây với số lượng dao động từ 10 đến 20 người. Trước đó, trong cuộc tiếp xúc đoàn đại biểu Quốc hội EU vào chiều ngày 29 tháng 10, tiến sĩ Nguyễn Quang A, người thông tin tình hình nhân quyền từ tháng 10 năm ngoái đến nay không được cải thiện và còn xấu đi, trong bối cảnh dự kiến hiệp định giữa Việt Nam EU sẽ ký kết vào tháng 1 năm 2020. Tình trạng EFTA có thể được miêu tả qua dòng cân đo đong đếm thương mại và nhân quyền ở cả hai phía EU và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Phía xã hội dân sự Việt Nam đang bị bỏ rơi bằng sự tham vấn hời hợt về phía EU và cả sự chất vấn chấn áp từ phía Việt Nam. Ông Thứ trưởng Trần Quốc Khánh bày tỏ EFTA không xuất phát từ con số 0 mà xuất phát từ sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau trên tiến trình đàm phán đã diễn ra tương đối thuận lợi. Nhưng đúng như lá thư của ông Phạm Chí Dũng mô tả, EU đang rơi vào trạng thức. Sự nhận thức của khối này về vấn đề nhân quyền Việt Nam đầy sự mơ hồ, hoặc nhận thức chính EU đang bị che mắt bởi nhóm lợi ích doanh nghiệp của khối. Liệu ai sẽ còn tin vào giá trị nhân quyền mà khối EU khởi xướng khi mà bản chất của cân đong đo đếm trong EFTA và IPA nghiêng hẳn về phía thương mại? Chính vì thế, yếu tố đã thúc đẩy nhân quyền Việt Nam trong năm 2019 không những không cải thiện mà hàng loạt Facebooker bị kết án với thời gian tù dài hạn và quyền của người lao động về công đoàn độc lập tiếp tục bị kéo dài hơn trong xác lập và thi hành. Làm thế nào để tin được các cam kết nhân quyền của phía Việt Nam khi mà ngay trong thời kỳ nhạy cảm nhất, tức là sát nút ký kết, nhà nước Việt Nam vẫn không khoan dung với những người bất đồng chính kiến? Và liệu rằng đó có phải là cảnh báo tức thì của nhà nước Cộng sản Việt Nam sau khi ký kết xong sẽ đẩy mạnh một cuộc trấn áp trên bình diện rộng hơn với mức độ nặng nề hơn? Lá thư của ông Phạm Chí Dũng là đáng chú ý vì ông cảnh báo hiện tượng lịch sử lặp lại khi mà lời hứa hẹn suông về nhân quyền có từ thời ký kết WTO tiếp tục hiện diện ở EFTA, cũng như nhún nhường những vấn đề dân sự chưa được thực sự cấp thiết như giới tính để làm đẹp báo cáo nhân quyền cho phía EU. Cho đến nay, ngoài tiến sĩ Nguyễn Quang A ra thì tiến sĩ Phạm Chí Dũng là người nằm trong khối xã hội dân sự độc lập theo dõi sát sâu nhất về tiến trình đàm phán và ký kết EFTA, cũng như lên tiếng về vấn đề nhân quyền, cam kết và khả năng thực thi nhân quyền trong hiệp định thương mại tự do này. Nhưng tại sao đến nay chỉ cũng có hai người này, những người còn lại đang ở đâu và đang làm gì? Tại sao đến nay sau bản kiến nghị chung của các tổ chức xã hội dân sự lại chỉ có mỗi một mình tiến sĩ Phạm Chí Dũng là ra lá thư tha thiết kiến nghị? Có phải những cá nhân, nhà hoạt động và thúc đẩy nhân quyền Việt Nam đang chán chường trước tính chất bị bỏ rơi trên thềm hội nghị mỗi khi có một hiệp định thương mại gắn liền với nhân quyền, hay là vì những cá nhân và nhà hoạt động thúc đẩy nhân quyền Việt Nam chưa nhận thức được khả năng nâng cao hạ xuống về nhân quyền khi EFTA được ký kết mà không có sự đấu tranh điều chỉnh? Hay là vì bản thân những cá nhân, nhà hoạt động và thúc đẩy nhân quyền cho rằng đây là cuộc chơi riêng của nhà nước Cộng sản Việt Nam với tổ chức Liên minh EU? Dù bất cứ lý do nào đi chăng nữa thì lá thư của ông Phạm Chí Dũng cũng đánh động nhiều vấn đề, không chỉ nằm ở chiến thuật ký kết và đàm phán của nhà nước Cộng sản Việt Nam mà cả thái độ thờ ơ lạnh nhạt đến khó hiểu của EU
và một cộng đồng xã hội dân sự không kém phần chán trường. Nếu không có quá nhiều cá nhân tha thiết kiến nghị dựa trên sự hiểu biết đa chiều và không có quá nhiều tổ chức xã hội dân sự độc lập hoặc được chính phủ công nhận giám sát thì nhân dân về quyền dân sự và chính trị chắc chắn sẽ bị bỏ rơi. EFTA và IPA có tốt không? Hẳn nhiên là rất tốt, tốt cho nền kinh tế quốc gia và dân tộc. Nhưng tại sao ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Quang A liên tiếp lên tiếng kêu gọi hoãn ký kết? Đó là bởi cả hai ông và nhiều những người khác nhận thức được rằng khi nhân quyền được ghi nhận nhưng không được cam kết và thực hiện thì có khả năng những thành quả thương mại EFTA và IPA sẽ không bảo đảm tính lâu bền, lâu dài và bền vững. Và tác động của EFTA IPA sẽ tác động rộng lớn, có chiều sâu đến nhiều người thay vì chỉ một đối tượng nhỏ là doanh nghiệp. Nhân quyền là bệ đỡ của thịnh vượng, là bạn đồng hành của thương mại, chứ không phải là con rơi của thương mại, càng không phải là thảm lót đường cho thương mại. Hiện nay vẫn có thể có một quan điểm hẹp cho rằng hãy cứ cổ vũ và ủng hộ EFTA IPA vì nước giàu dân mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Thế nhưng câu chuyện nước mạnh không đồng nghĩa với dân chủ được mở rộng, và trường hợp Trung Quốc là một viên thuốc đắng cho chính khách Mỹ từng theo đuổi lý thuyết giàu có Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở rộng dân chủ. Lá thư của ông Phạm Chí Dũng không chỉ thể hiện quyền của một nhà báo độc lập, ưa chuộng tự do dân chủ, mà còn là một công dân tâm huyết, chăn trở với sự bền vững và thịnh vượng lâu dài của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, nhiều người vẫn không hiểu vì sao, nguyên do đặc biệt nào một số quan chức của EU lại tỏ ra vồ vập Hiệp định Thương mại Tự do Liên Âu với Cộng sản Việt Nam EFTA, và Hiệp định Bảo vệ quyền đầu tư IPA luôn được tìm cách thúc đẩy để hai hiệp định này được ký kết và phê chuẩn sớm, nhưng lại không hề quan tâm đến khía cạnh mất cân bằng nghiêm trọng về cán cân thương mại EU và Việt Nam, và đặc biệt là không quan tâm đến cải thiện nhân quyền là nội dung nằm trong hai hiệp định này. Khác với cách đánh giá của chính quyền Cộng sản Việt Nam và một số quan chức EU cho rằng EFTA và IPA sẽ làm gia tăng đáng kể lợi ích kinh tế cho EU, thực tế đã chứng minh ngược lại trong quan hệ thương mại song phương và đa phương giữa EU và Cộng sản Việt Nam trong nhiều năm qua. Hầu như năm nào EU cũng phải nhập siêu từ Việt Nam 20-25 tỷ đô la, và giá trị nhập siêu này ngày càng tăng theo thời gian thực. Nếu xét trên phương diện lợi thế so sánh về kinh tế, rõ ràng giá trị nhập siêu quá lớn này cho thấy EU không phải là đối tác được hưởng lợi đáng kể, mà ngược lại EU phải chịu thiệt thòi đáng kể trong giao thương với Cộng sản Việt Nam. Có chăng chỉ là một nhóm nhỏ trong các doanh nghiệp của EU làm ăn với Việt Nam được hưởng lợi và hưởng lợi đặc biệt? Một dấu hỏi lớn bật ra, phải chăng nhiều dư luận từ trước tới nay là cơ sở đáng tin cậy khi đề cập một số doanh nghiệp thuộc EU đã thông qua một số quan chức EU và người đứng đầu của phái đoàn EU tại Việt Nam, ông Abuno Angalet vừa hết nhiệm kỳ tại Việt Nam vào năm 2019 để vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế Châu Âu, Hội đồng Châu Âu và Quốc hội Châu Âu cho ký kết và phê chuẩn EFTA và IPA, nhưng bỏ mặc tình trạng vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng của chế độ cộng sản độc tài Việt Nam. Phải chăng luận điểm của một số quan chức EU cho rằng nếu không có EFTA sẽ thiệt thòi lớn cho doanh nghiệp châu Âu chỉ nên hiểu là về thực chất đó chỉ là sự thiệt thòi cho một nhóm nhỏ chứ không phải là tất cả doanh nghiệp thuộc khối EU? Dù chưa rõ phái đoàn EU tại Việt Nam đã từng tham mưu cho EU ra sao về EFTA và IPA và tình hình nhân quyền ở Việt Nam, nhưng không ít người đã cho rằng vào thời ông Bruno Angeles làm trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, cơ quan này có lẽ là một trong những cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài hoạt động mờ nhạt nhất về nhân quyền của Việt Nam. Hầu như không có tác động nào đến chính quyền Việt Nam về cải thiện nhân quyền.
Còn cá nhân của ông Bruno là tâm điểm của nhiều dư luận về việc ông ta quá gần gũi với giới quan chức trong chính quyền Cộng sản Việt Nam, thường nói tốt cho chính quyền Cộng sản này trong khi né tránh các vụ đàn áp nhân quyền tồi tệ ở Việt Nam. Tình trạng trên hẳn là một trong những nhân quyền chính yếu dẫn đến hệ lụy là 8 cuộc đối thoại nhân quyền EU và Cộng sản Việt Nam trong những năm qua đã hầu như không có tác dụng gì. Có thể cho rằng đến 95% những khuyến nghị của EU về cải thiện nhân quyền đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ qua sau khi hứa hẹn ngọt lịm một vài nội dung mà chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện về nhân quyền chỉ là giới tính. Một vấn đề vô thưởng, vô phạt mà không làm ảnh hưởng gì tới chân đứng chính trị của chế độ độc đảng toàn trị Cộng sản Việt Nam. Có một vài hoạt động mà có thể mang dấu ấn của EU như vận động chính quyền Việt Nam trả tự do cho hai tù nhân lương tâm là luật sư Nguyễn Văn Đài và blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào năm 2018. Song chính quyền Việt Nam lại bắt bù, tức thả một người thì bắt lại và xử án tù từ 10 đến 20 người khác, người bất đồng chính kiến khác. Tính riêng từ đầu năm 2019 khi chính thức áp dụng luật an ninh mạng cho tới nay, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã tống giam 18 người bất đồng chính kiến chỉ vì họ phản đối với những chính sách bất công của chính quyền Cộng sản và nạn tham nhũng của quan chức chính quyền. Về thủ đoạn bắt tù như thế, chính ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về dân chủ, lao động và nhân quyền và là trưởng đoàn đối ngoại nhân quyền Mỹ-Việt năm 2015, là người nắm rất rõ và đã từng phải phản ứng ra mặt đối với thủ đoạn của chế độ Cộng sản tàn nhẫn Việt Nam. Cũng có những thông tin từ trong nội bộ Đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam về việc chính quyền này rất coi thường bản lĩnh của EU trong các cuộc đối thoại hàng năm của EU-Việt Nam về nhân quyền. Rất thường là chính quyền Việt Nam chỉ cử một quan chức bậc trung cấp vụ trưởng và hoàn toàn không có thẩm quyền quyết định để gặp phái đoàn EU. Quan chức này đưa ra những hứa hẹn ngọt ngào và có thể làm cho các thành viên của EU hài lòng, nhưng sau đó Việt Nam không thực hiện hoặc chỉ thực hiện một chút xíu những khuyến nghị về nhân quyền của phái đoàn EU. Còn trong cung cách đối xử với những nhà bất đồng chính kiến trong nước, rõ ràng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm ngược lại với những khuyến nghị của EU. Vào lúc này và khi thời điểm nghị viện châu Âu xem xét bỏ phiếu EFTA đang đến gần, có thể sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2020, chính thể của độc tài Cộng sản Việt Nam đang tìm cách thúc giục EU sớm phê chuẩn EFTA, nhưng sẵn sàng qua mặt EU thêm một lần nữa bằng những hứa hẹn sẽ cải thiện nhân quyền, hoàn toàn đầu mồi chót lưỡi của chế độ này. Nhưng những bằng chứng không thể chối cãi về vi phạm nhân quyền cộng với tình trạng đàn áp bất đồng chính kiến ngày càng leo thang của chính thể độc tài Cộng sản Việt Nam là một thực tế trần trụi và đau đớn mà khiến nhiều nghị sĩ EU không nên bỏ qua khi cân nhắc bỏ phiếu có thông qua hay không Hiệp định EFTA và IPA. Một cái gật đầu dễ dãi của Nghị viện châu Âu đối với EFTA và IPA sẽ phủ nhận toàn bộ bản nghị quyết nhân quyền của Việt Nam của chính cơ quan này, khiến uy tín lẫn hình ảnh của Nghị viện châu Âu sẽ bị giảm sút không ít trong đánh giá của cộng đồng quốc tế. Vào tháng 2 năm 2019, Hội đồng châu Âu đã từng thông báo hoãn việc ký kết EFTA và IPA. Ngay trước sự kiện này là một thư kiến nghị của 18 tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam đề nghị EU hoãn ký kết hai hiệp định thương mại do chính quyền Việt Nam hầu như không có sự thay đổi nào theo hướng tiến bộ về nhân quyền. Nhưng chỉ sau vài tháng khi chính quyền Việt Nam đưa Công ước 98 lao động ra Quốc hội nước này để phê chuẩn, dường như Hội đồng châu Âu đã hài lòng quá sớm, từ đó dẫn đến việc cơ quan này chấp thuận cho Ủy ban Thương mại Quốc tế châu Âu ký kết EFTA và IPA với Việt Nam vào tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, thái độ quá dễ dãi và có phần vội vã của Hội đồng châu Âu đã có câu trả lời. Từ đó đến nay, bức tranh đàn áp nhân quyền ở Việt Nam ngày càng xám xịt và đen tối.
13 năm sau sự kiện Việt Nam Tổ chức Thương mại Thế giới WTO chấp nhận cho trở thành thành viên thứ 150, kịch bản vào trước bắt sau hầu như đang tái hiện ở Việt Nam vào năm 2006. Chính thể Việt Nam đã nhún mình giảm bớt đàn áp và bắt bớ giới nhân quyền và bất đồng chính kiến để tiếp đón Tổng thống Mỹ George Bush tại Hà Nội. Và sang năm 2007, Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi CPC, danh sách những quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, tức được giảm cấm vận kinh tế và hưởng những điều kiện ưu đãi về vay tín dụng và viện trợ không hoàn lại của quốc tế. Nhưng chỉ một năm sau đó, từ năm 2008 trở đi, Công an Việt Nam liên tiếp gia tăng tống giam người bất đồng chính kiến như một kiểu bắt bù. Các nhà hoạt động, các nhà tù của Việt Nam chật kín tù chính trị với con số bị bắt và bị xử tù lên đến nửa trăm người mỗi năm. Còn lần này là EFTA và IPA, rất nhiều dấu hiệu trong thời gian gần đây cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đang chờ được Quốc hội châu Âu phê chuẩn EFTA và IPA là sẽ ra tay với cường độ cao hơn hẳn tình trạng bắt hạn chế vào lúc này, để bắt bớ hàng loạt những tiếng nói bất đồng chính kiến trong nước, đặc biệt là những người dám phản đối Việt Nam vào EFTA do vi phạm nhân quyền, và tiếp tục xử án tù nặng nề các công dân yêu nước dám phản kháng với Trung Quốc. Tháng 11 năm 2019, một lần nữa nhiều tổ chức xã hội dân sự quốc tế và Việt Nam đã gửi thư ngỏ cho Chủ tịch Quốc hội châu Âu và các cơ quan thuộc Quốc hội này đề nghị Viện châu Âu hoãn việc phê chuẩn EFTA và IPA cho đến khi các yêu cầu về nhân quyền đề ra được chính quyền Cộng sản Việt Nam đáp ứng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.